Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày mỗi kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 14 phẩm 39 pháp giới trong 10 phương. Bấy giờ Đức Thế Tôn sắp đi vào cõi diệt độ, chừng sau 90 ngày nữa sẽ nhập bát niết hoàn. Lúc này Đức Thế Tôn nói với bốn chúng: Ta ngày trước thành Phật ở nước Ma Kiệt Đà, sau khi thành Phật rồi thì ăn trụ ở giảng đường Pháp Lạc, hàng xa các vị Bồ Tát trong 10 phương thì đều phân tập đến nơi chỗ ta, mà mỗi vị đều hết lòng khuyến thịnh ta thuyết pháp. Lúc ấy có Bồ Tát tên là Ưu Bát Liên Hoa Tạng cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, người đời vì quá ngu si lầm lạc, không biết chánh pháp, kính mong Thế Tôn hãy diễn giảng rộng diệu nghĩa đạo để khiến cho chúng sinh được đội ơn độ thoát. Là các vị Bồ Tát tên là Ba Đầu Ma Tạng đi đến chỗ ta cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, mãi bị chìm đắm trong sinh tử, trôi nổi nơi năm nẻo luân hồi, kính mong Đức Thế Tôn khai mở cửa pháp cam lồ, khiến cho bao chúng sinh bị khổ loạn từ lâu đều được mang ơn tế độ. Là có vị Bồ Tát tên là Hỷ Tạng cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế gian đầy dậy những khổ não với 12 mối duyên buộc trói, nên chưa thấy được tôn nhân bậc đại giác ngộ, kính mong Thế Tôn hãy cứu độ. Là có vị Bồ Tát tên là Chiên Đàn Tạng đến trước Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, năm thứ uế trượt, chúng sinh nơi biển khổ khác nào nơi phạt nước sôi, nên khó biết được đạo pháp chân chánh. Mặt trời trí tuệ nay đã xuất hiện, kính mong Đức Thế Tôn diệt trừ tâm tối. Là có vị Bồ Tát tên là Kim Cang Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng sinh do thường tham đắm năm thứ dục lạc nên bị lửa dữ thiêu đốt, không nhận biết được tánh Như Lai, kính mong Thế Tôn hãy tuyên giảng khắp chánh pháp đến với muôn loài. Là có vị Bồ Tát tên là Lực Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, mọi pháp ở thế gian đều vô thường, sinh diệt đều có hạn, Thế Tôn nay đã thì ở đời, sao chẳng thuyết giảng chánh pháp. Là có vị Bồ Tát tên là Vô Cấu Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện nay như hoa sen không hề bị vướng nhiễm bụi nhơ, trong ngoài thể bình đẳng, kính mong được thể hiện khắp chốn chánh pháp của Như Lai. Là có vị Bồ Tát tên là Thanh Tịnh Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, bậc thầy cõi trời người từ lâu không xuất hiện, muôn người nơi thế gian luôn sống trong cảnh tối tăm, Thế Tôn nay đã giáng trần, kính mong được nghe giảng chánh pháp. Lại có Bồ Tát tên là Như Lai Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, hàng xa chư Phật Như Lai đặng chánh giác từ quá khứ khi xuất hiện ở đời đều thuyết pháp, sao Thế Tôn hiện nay lại im lặng? Là có Bồ Tát tên là Nhu Thủ đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, sinh ra đời được gặp Phật là khó, được nghe kinh pháp của Thế Tôn là khó, được thọ lấy thân người là khó, làm công việc độ tha chúng sinh là khó. Lại có Bồ Tát tên là Từ Thị đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, tất cả mọi khổ hoạn đều do ân ái sinh ra, thế gian nhiều người lầm lạc theo nẻo phi pháp, kính mong Thế Tôn khai mở con đường giác ngộ. Là có Bồ Tát tên là Sư Tử đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, phàm người muốn được nghe pháp thì phải đoạn trừ ba hình tướng chướng ngại, nên Thế Tôn là bậc thầy vô thượng, mong chốc cứu độ muôn người. Là có Bồ Tát tên là Vô Lượng Giới đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, diệu lực của Phật là vô sở ý, pháp giới là chẳng thể nghĩ bàn, chư Phật quá khứ vị lai đều thuyết pháp ở nơi chốn này. Là có Bồ Tát tên là Hư Không Tạng đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, gốc là không có vô lượng chánh giác, không có cấu nhiễm ô trược, Đồ Tát người bình đẳng, sao Thế Tôn lại an trụ trong cảnh giới tịch nhiên? Là có Bồ Tát tên là Tuệ Tạo đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, sinh tử là hết sức khổ não, như người rơi xuống vực sâu, Thế Tôn đây là bậc đại sư chèo thuyền, kính mong ra tay cứu vớt muôn loài. Lại có Bồ Tát tên là Quang Tạo đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, các hành nay đã tận, là dứt lìa mọi khổ trong ba cõi, bốn bậc tâm từ bi, theo nguyện gốc nay chính là lúc được thể hiện rõ. Lại có Bồ Tát tên là Pháp Tạo đến trước Đức Phật cung kính thưa: Cõi chúng sinh khó lường tính hết, tất cả mọi nẻo ân ái gặp cỡ, ba ngôi báu luôn tồn tại, mong Thế Tôn hãy mong thuyết pháp. Lại có Bồ Tát tên là Vô Trước đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, ánh sáng của trí tuệ giác ngộ đã hiện rõ, tỏa chiếu xua trừ bóng tối ba độc cùng năm thứ khổ hoạn của người đời, kính mong Thế Tôn hãy mau diễn giảng chánh pháp. Lại có Bồ Tát tên là Vô Ý đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn,
Ý vẫn như kim cang, thể nguyện lớn luôn hết sức bền chắc, tâm thanh tịnh như hư không. Mong Thế Tôn hãy giúp cứu độ bao nội ích của mọi người. Là các Bồ Tát tên là Hộ Giác, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, bậc đại trí đã thị hiện ở đời đã hóa độ vô số người, mong được cứu độ hết thảy muôn loài, khiến đều đạt đến bờ giải thoát. Là các Bồ Tát tên là Vô Sinh, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, chánh pháp Phật thật chẳng thể nghĩ bàn, mà kẻ thông tỏ thấu đạt thì quá ít ỏi, đã vô số kiếp tích chứa các hạnh, kính mong được thể hiện đầy đủ công đức ấy. Là có Bồ Tát tên là Thuần Thần Túc, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, mắt trí tuệ giác ngộ nay đã có mặt ở đời, sẽ hóa độ bao kẻ mê muội, tuệ bình đẳng gốc là không, mong được thể hiện trí tuệ khiến lìa dứt mọi khổ hoạn ở đời. Là có Bồ Tát tên là Lôi Thanh, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, gốc các hành là tuệ không, trí thông tỏ hết thảy mọi người, luôn nhận rõ để dứt trừ sạch mọi phiền não bụi bặm. Đối với Thế Tôn thì hiện nay đúng là lúc cần chuyển bánh xe pháp. Là có Bồ Tát tên là Lôi Âm, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, Phật là bậc tôn quý vượt hơn tất cả trí hành hóa trong vô số kiếp, tự sinh tự nhiên diệt, là bậc được tôn quý vô lượng không gì hơn. Là có Bồ Tát tên là Thường Bi, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn vốn đã tích tụ bao kiếp tu khổ hạnh, trải qua nhiều khổ nạn trong sinh tử, mặt trời Phật nó đã xuất hiện ở đời, phải khiến cho thế gian không còn những kẻ ngu si cùng những cảnh tăm tối. Lại có Bồ Tát tên là Huyễn Hóa, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, tư duy về hết thảy các pháp nhận thấy đều là cảnh huyễn hóa không thật, đạo pháp sẽ đem đến sự bình đẳng, kinh mong Đức Thế Tôn hãy mau diễn giải chánh pháp. Lại có Bồ Tát tên là Vô Yếm, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, chúng sinh trong ba đời luôn khổ chưa được nghe biết về tám con đường chân chánh để tu tập, nay bậc tối chánh tối thắng đã thị hiện ở đời, thật đã đáp được khát vọng ngưỡng mộ từ lâu của muôn loài đối với bậc thiện nhân sư. Là các Bồ Tát tôi là Dũng Mãnh, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, do từ trong vô số đời công hạnh vun đắp thật chẳng thể lường tính hết, uy thần bao trùm hết thảy, kính mong được dứt trừ sạch mọi khổ não. Là có Bồ Tát tên là Giác Tri, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, trí tuệ Phật là vô lượng, chánh pháp diễn giảng cũng vô cùng, gốc trụ cũng không trụ, kính mong chuyển bánh xe chánh pháp. Là có Bồ Tát tên là Thiện Hành, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, gốc các pháp là vô sinh nên thể là không sinh, nay mặt trời tối tôn đã xuất hiện, hiện thân nơi cõi đời đầy năm thứ ô trược, kính mong hãy giúp hóa độ muôn người. Là có Bồ Tát tên là Chánh Kiến, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc tôn quý nhất trong ba cõi, là chỗ được trời người cúng dường, chuyển pháp chấn động cả thanh thiên đại thiên thế giới, sau này lại tịch nhiên im lặng. Là có Bồ Tát tên là Pháp Tịnh, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, ví như từ vô số kiếp muốn tán dương hết công đức của Thế Tôn, suy cứu tận cùng về hàng trăm nẻo phước ấy, thật chưa bằng một phần nhỏ xíu ít ỏi. Là có Bồ Tát tên là Vô Tướng, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, gốc là không là vô tướng, Thế Tôn nay đã hiện đầy đủ các tướng hành tận đạt quả Phật, sa mãi nhập thiền định. Lại có Bồ Tát tên là Bất Tư Nghị, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, hết thảy các loài chúng sinh không nhận thấy được nỗi khổ của sinh diệt, Thế Tôn đã thấu đạt gốc của mọi tướng, kính mong được thấy sự cứu độ thể hiện đúng lúc. Lại có Bồ Tát tên là Đạo Chủ, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, tất cả các pháp là không do nhân duyên hợp tạo nên, để từ lâu bánh xe chánh pháp chưa được chuyển, sau này Thế Tôn còn nhập chánh định. Là có Bồ Tát tên là Luân Chuyển, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, bình đẳng không phân biệt thương ghét là do luôn nhớ thương đến muôn loài, Thế Tôn nay đã thật sự chứ cố đến muôn loài, sao lại mà im lặng. Là có Bồ Tát tên là Vô Lượng Biện Tài, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc đại thánh tôn quý trong loài người, từng giúp sức tu tập trải qua vô số kiếp, nay đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, kính mong hãy xót thương đến muôn người. Là có Bồ Tát tên là Sân Tận, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, gốc của hết thảy mọi hành tất quy về vô thường, thân thường chẳng còn là thân thường, Thế Tôn nay sao lại vướng nơi thân thường. Là có Bồ Tát tên là Bản Mạc Không, đến trước Đức Phật cung kính thưa. Kính bạch Thế Tôn, hư không là chẳng tận cùng, không bờ bến, chúng sinh khó được giác ngộ, Như Lai đã thể hiện rõ gốc không,
lúc này nên diễn giảng chánh pháp chớ nên nghi ngờ. Lại có Bồ Tát tên là Đa Bi đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn, và muốn đem lại lợi ích cho mình thì trước nên hóa độ hết thảy mọi người. Đức Thế Tôn từ nơi chúng sinh mà xuất hiện, nay sao lại muốn làm trái với thệ nguyện gốc của mình? Là các Bồ Tát tên là Hiền Đức đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, pháp thần túc vô lượng, sáu độ không tán giảm, các tướng tự trang nghiêm thân, kính mong Thế Tôn hãy thể hiện đúng lúc trí tuệ giác ngộ đạo giáo, giáo hóa chúng sinh. Là các Bồ Tát tên là Nhất Ý đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát trong mười phương tẩy cùng phân tập đến thế giới Ta Bà là nhằm để được nghe và lãnh hội chánh pháp, kính mong Thế Tôn hãy mau nêu giảng giải giảng đạo giác ngộ. Là các Bồ Tát tên là Bất Hư Vọng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc đại từ bi nhập chánh định để tư duy về mọi lẽ sâu xa vô lượng, nhưng đã quá lâu rồi, nay chính là lúc nên thuyết giảng chánh pháp. Là các Bồ Tát tên là Hỷ Lạc đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, biết rõ vô lượng hành trong cuộc sống, hành vượt quá giới hạn ba cõi, Thế Tôn hiện nay là bậc tôn quý trong ba cõi, kính mong hãy hóa độ mọi chúng sinh nơi ba cõi này. Là có Bồ Tát tên là Bản Vô đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn nay là bậc đã đạt được mọi sự thần diệu hết mực, đạo lực thật chẳng thể nghĩ bàn, thành tựu đạo quả Phật là vì chúng sinh, sao lại chưa chuyển pháp luân. Là có Bồ Tát tên là Ma Ha Diễn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, ba thừa cùng một nẻo hướng tới chưa được nghe giảng thuyết chánh pháp, Thế Tôn nay sẽ phân biệt chỉ rõ, khiến biết được cảnh giới Đa Hoàn giải thoát. Là có Bồ Tát tên là Kiếp Số đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, đời sống con người đều sẽ quay về sự diệt, để bỏ một thân thì lại bán lấy một thân khác, kính mong Thế Tôn hàng phục kiến vượt được mọi sự sinh diệt. Là có Bồ Tát tên là Thọ Chứng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, sinh lão bệnh tử là những nỗi thống khổ, năm ấm là nguồn gốc của mọi tai họa, 12 nẻo dẫn dắt trói buộc, kính mong Thế Tôn mau ra tay cứu độ. Là các Bồ Tát tên là Bất Thuấn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, quốc độ của chúng con cách cõi này hết sức xa xôi, kính mong Thế Tôn để mau thuyết pháp để chúng con được lãnh hội. Là các Bồ Tát tên là Tiệp Tật Trí đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc gồm đủ bảy giác ý, bốn tâm vô lượng sẽ khiến cho bao người còn mê lòng được giác ngộ, kính mong Thế Tôn hãy giúp độ thoát họ. Là các Bồ Tát tên là Thường Cử Thủ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc đại nhân, các tướng viên mãn, làm hiển lộ rõ tất cả các pháp, đã lìa hết thảy mọi nẻo trói buộc, là cũng khiến cho muôn loài cùng được lìa bỏ như thế. Là có Bồ Tát tên là Pháp Ý đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, các vị Như Lai thời quá khứ thuyết giảng chánh pháp vô lượng, nên Thế Tôn đã thành Phật, mong được chuyển pháp luân. Là có Bồ Tát tên là Nhật Nguyệt Thanh Mãn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, thế gian tại đều là vô thường, tất cả đều quy về không, nhận biết rõ về tính chất không chúng sinh, nên Thế Tôn đây là bậc tối thượng trong cõi người. Là các Bồ Tát tên là Vô Lượng Sơn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, thân thanh tịnh không tạo tác, miệng thanh tịnh lên mọi ngôn ngữ, luôn chân thật tin tưởng, thật là bậc siêu việt hơn tất cả trong cõi trời người, không ai hơn được. Là các Bồ Tát tên là Vô Dự Đẳng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Như Lai từ nơi như mạch sinh giáng thần nơi cõi đời là nhằm hóa độ muôn loài, nay đúng là lúc nên thuyết giảng chánh pháp, sao lại bỏ ra do dự. Là có Bồ Tát tên là Viễn Ly đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, từ trong vô số kiếp thời thời đều có Phật ra đời như mặt trời hiện hoa nở tươi, sao lại cho thấy có ánh sáng. Là có Bồ Tát tên là Uy Thần đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, mười luật không ai có thể sánh, đạt không vô tướng vô nguyện, pháp thân như phần sáng yên định, kính mong Thế Tôn khai mở pháp diệu cam lộ. Là có Bồ Tát tên là Đạo Lực đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, quán không dứt hết mọi tưởng niệm, các hành cũng tịch nhiên dứt sạch, từ đó tự đạt đến đạo quả Phật, được cả trời người cùng cung kính. Là có Bồ Tát tên là Vô Sở Ỷ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, chúng sinh có bao nhiêu là loài chẳng nhận biết được cửa giải thoát, nên mong được Thế Tôn dẫn đường mới đến cõi vô úy. Là có Bồ Tát tên là Nhàn Tịnh Quán đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, lòng người như nước chảy, niệm niệm đều sinh ác, chỉ có Thế Tôn mới dứt sạch được cội rễ,
hoàn toàn tiêu diệt mọi mầm mống ấy. Là có Bồ Tát tên là Vô Tận Ý đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn, để vượt qua biển sinh tử, dốc tu tập phạm hạnh, chúng sinh hiện đang khao khát có được chánh pháp, mong hãy thuyết giảng khiến họ được lãnh hội đầy đủ để tu học. Là có Bồ Tát tên là Bất Vi Tính đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, ba cõi đều là chốn lửa dữ, chúng sinh thật không chốn nương tựa, Thế Tôn đã luôn nhớ nghĩ thương xót họ, nên hãy mau thuyết giảng pháp cứu đời. Là có Bồ Tát tên là Thiện Quyền Hiện đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, thông đạt tận cùng hết thảy mọi kho tàng, an trụ nơi cảnh giới giải thoát, rõ tận mọi góc không hành, sau này Thế Tôn còn nghĩ ngợi. Là có Bồ Tát tên là Bản Đạt Bản Nguyên đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, bốn đại hợp lại nơi một chốn đều do hành thức từ trước, si mê ái dục cùng nhau phát sinh, kính mong Thế Tôn mau chỉ dạy rõ pháp để diệt trừ diệt. Là có Bồ Tát tên là Sơn Nhạc đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, sở dĩ chư Phật xuất hiện ở đời là nhằm tế độ khắp cõi tam thiên đại thiên, khi cho mọi chúng sinh còn vô minh đoạn trừ vĩnh viễn ba đạo ác. Là có Bồ Tát tên là Đại Giác đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, nơi đã đạt được những gì chưa đạt, không còn tạo ra gốc sinh tử, tâm Thế Tôn thường định mong được mau khỏi tiền định. Là có Bồ Tát tên là Hiền Hộ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, hết thảy gốc mọi pháp xin diệt không chốn giấy khởi, trí tuệ thông tỏ bao nỗi đau khổ trong ba cõi, mong được dứt sạch hết thảy mọi lậu. Là có Bồ Tát tên là Vô Dự Đẳng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, pháp của chư Phật không khác nhau, gốc là nhằm hóa độ mọi người, từ nơi gốc là các ý lại, bậc đại từ nay đã có mặt ở đời. Là có vị Bồ Tát tên là Đại Thiên đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, chúng sinh nếu có giới hạn được trông thấy hình tướng Như Lai nhưng chưa được nghe pháp chân đế, kính mong hãy mau diễn giảng chánh pháp. Là có vị Bồ Tát tên là Hành Đạo đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, nơi đã được thấy sắc tướng thân hết thảy các hành đều gồm đủ, là do tu tập đạt đến bậc chánh giác vô thượng, sao lại không hành Phật sự. Là có vị Bồ Tát tên là Ly Cấu đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, gốc chốn phát nguyện của Thế Tôn, nhằm vị A Tăng Kỳ chúng sinh khiến họ dứt hết mọi thứ điên đảo thì mới trông thấy được con đường chân chánh. Bây giờ lại có vị Bồ Tát tên là Vô Tận đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, chiêm ngưỡng tôn nhan như hoa nở, dung mạo không ai sánh bằng, công đức vượt tám nạn, do đâu lại tịch nhiên. Lại có vị Bồ Tát tên là Vô Hy Vọng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, mười lực thương xót muôn loài mà hiện ở đời, giáo hóa chư thiên cùng người đời để đưa họ đến bờ giác ngộ, là con đường hành hóa của bậc thánh hiền. Là có vị Bồ Tát tên là Phật Tuệ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, từ nơi cõi hư không này cho tới khắp các cõi trong mười phương, ta đều đến nhằm được nghe và lãnh hội chánh pháp để đưa sạch tâm câu uế lo khổ. Là có vị Bồ Tát tên là Nhân Bản đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, ba cõi đầy chẳng khổ hoạn cũng không có nơi trốn để trốn tránh được, chỉ có bậc đầy đủ thần lực tiếp độ thì mới được an lạc vĩnh viễn. Lại có vị Bồ Tát tên là Thiên Vương đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, thân cấu uế với 308 pháp, tâm người luôn bị ô nhiễm, phải dùng ánh sáng trí tuệ giác ngộ thì mới xua trừ sạch hết. Lại có vị Bồ Tát tên là Vô Nộ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, còn vốn dốc theo trí tuệ bình đẳng nên đến nơi Đức Thế Tôn với tâm ý rất tỉnh táo tha thiết là muốn được lãnh hội pháp vô lượng để tu tập theo hành gốc không. Là có vị Bồ Tát tên là Vô Dục đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, còn nhớ về quá khứ có Đức Phật hiệu là Năng Nhân khuyến thỉnh xin thuyết pháp như Thế Tôn không khác. Là có vị Bồ Tát tên là Nhập Định đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, từng nghe thành tựu Phật đạo ba lượt chuyển pháp luân, sau này Thế Tôn lại im lặng chưa được nghe một âm thanh chuyển động. Là có vị Bồ Tát tên là Hải Tướng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, con nay đã có được trí tuệ thông đạt đều nhờ được lãnh hội chánh pháp, Thế Tôn vốn luôn thương xót đến mọi chúng sinh nên xin hết lòng khuyến tỉnh Như Lai. Là có vị Bồ Tát tên là Sư Tử Hống đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, gốc nhất tướng là vô tướng, mọi pháp tại đều không tịch, cho chúng sinh hiện chưa đạt được sẽ được Đức Thế Tôn phân biệt chỉ dạy rõ. Lại có Bồ Tát tên là Đại Hào đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn,
Bậc được chư thiên tôn quý thật là vời vời, các tướng không gì sánh kịp, muốn được nghe pháp an lạc để cho tất cả mọi người đều được khai ngộ. Là có Bồ Tát tên là Lạc Cư để nói trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, như Ưu Đàm bác hàng ngàn kiếp mới xuất hiện, Phật lại còn vượt hơn thế nữa, nay Phật đã ra đời, sao còn tự ẩn mình mà chưa chuyển pháp luân. Là có vị Bồ Tát tên là Thủ Đạo đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, các pháp nương nhau cùng sinh, không hề nhiễm phiền não trong ba cõi, kính mong được tôn tu mơ hoa bảy giác, khiến mọi người đều được thấm nhuần. Là có vị Bồ Tát tên là Giảng Pháp đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, dứt mọi duyên tưởng của chúng sinh, pháp do nhân duyên hợp, tâm thanh tịnh không tịch, dứt sạch mọi câu uế, xin Thế Tôn phân biệt đầy đủ. Là có vị Bồ Tát tên là Nhãn Thông để đối Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn vốn hành theo nguyện ấy sẽ hóa độ bao kẻ còn bé lắm. Hôm nay kỳ hạn đã đến, kính mong mau thuyết giảng tuệ không vô. Là có vị Bồ Tát tên là Vô Đảnh Tướng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, thế gian đầy dạy những chúng sinh điên đảo, thật hết sức đáng thương xót, mê lầm để không rõ đường chính, kính mong chỉ rõ nẻo ánh sáng trí tuệ. Là có Bồ Tát tên là Đắc Tổng Trì đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, nhớ nghĩ về đời quá khứ, cùng với Thế Tôn phát tự nguyện lớn lao sẽ hóa độ hàng xa chúng sinh, khiến họ cùng đạt đến bờ giải thoát. Là có Bồ Tát tên là Vô Diệu Đẳng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn này với tướng lưỡi dài rộng như hoa che phủ diện mạo, thể đều do thuyết giảng chánh pháp nên mới đạt được phước báo ấy. Là có Bồ Tát tên là Đại Tế đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn vốn hay tri ân cứu giúp người, chẳng hề mong cầu báo đáp, nên nay mới là bậc nhân trung tôn, uy đức lồng lộng như thế. Là có Bồ Tát tên là Cứu Cánh Tịnh đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, sáu độ trí tuệ lớn sẽ được nêu bày khắp thế gian, khiến cho những kẻ ngu si mê lầm tại hướng về nẻo hành khắp không. Là có Bồ Tát tên là Vô Trước Quán đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, bốn hiện tại không tham đắm, ứng đối với thể mọi người, mọi mối đều làm rõ các mối nghi, đều do duyên phước báo từ trước. Là có Bồ Tát tên là Hiếu Hỷ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, xưa từng tạo duyên với hàng thiện tri thức, thành tựu cửa đạo pháp, nên đã được thành Phật, không là chánh pháp sẽ có được đạo quả ấy. Là có Bồ Tát tên là Thậm Thâm Trí đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, tạo dựng nên hết thảy chúng thảy các hành, mọi đức tự trang nghiêm, chỉ có Phật mới có thể diễn giải thông suốt từ có cho đến cõi tận cùng. Lại có Bồ Tát tên là Hoa Mang Tử đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, nhiều kiếp từng tích lũy bao công đức, thông tọa pháp không chân thực, đức hạnh là bậc tôn quý trong ba cõi, thì đều cho phước báo được nghe chánh pháp. Là có Bồ Tát tên là Sắc Tướng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, sắc thân của bậc Như Lai đều là kim cương, nên không gì có thể hủy hoại được, nguyện đem pháp vô hình phổ cập đến khắp muôn loài. Là có Bồ Tát tên là Quán Ngoại Thân đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, như ánh mặt trời tỏa chiếu chiếu tan mọi chốn tăm tối, nếu con nó chưa được thấy ánh hào quang của Phật, kính mong thì hiện rõ tướng uy nghi. Là có Bồ Tát tên là Cụ Túc Tướng đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, luôn nhớ nghĩ đến pháp vô thường, thu chịu ý thực hành nhập định, liền hẳn mọi cầu uế trong ba cõi, độ tất hết thảy muôn loài. Là có Bồ Tát tên là Thuần Thục Căn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, nếu hành hóa chánh pháp của chư Phật là nhằm hóa độ mọi người, sở nguyện gốc nay đã đạt quả, nên hiện tại thật đúng lúc nên thuyết pháp. Là có Bồ Tát tên là Chúng Sinh Căn đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, pháp giới vượt mọi nghĩ bàn, căn tính của chúng sinh cũng vậy, kính mong đem diệu lập thần túc thì hiện khắp tất cả. Là có Bồ Tát tên là Thông Tuệ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, sắc tướng sáng ngời như tuyết sơn, người đời thảo đều quy ngưỡng, nay tuy đã được trông thấy một ngôi báu, kính mong đeo bày vẻ hăng của báu nữa. Là có Bồ Tát đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Phật đạo thật vô cùng thâm diệu, giảng dạy trao truyền tất cả các pháp, nên được xem là bậc pháp vương trong ba cõi, thể đều cho khắp các pháp. Là có Bồ Tát tên là Cực Vi đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, chư Thế Tôn trong mười phương thể đều khiến chúng con cùng đến cõi này, chỉ nhằm được lãnh hội chánh pháp, nên không hoan hỷ khi bậc đại giác còn im lặng. Là có Bồ Tát tên là Sắc Thơ đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn,
Vô lượng chư Phật giới luật luôn được thanh tịnh, tôi đạt được và truyền dạy lại cho người khác. Hết thảy mọi nguyện đều thành tựu viên mãn. Là các Bồ Tát tên là Tịnh Âm, thành đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn. 10 tuệ, 10 pháp vô sinh, 10 pháp nhận biết dứt, tưởng dứt, 10 địa công đức quần đủ, mong thể hiện 10 lực thuyết pháp độ sinh. Là các Bồ Tát tên là Thường Định, đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Con nay xét thấy mình còn quá kém cỏi, các trí chưa được mở rộng tầm. Hôm nay kính mong Thế Tôn chỉ đạo cho con nẻo của tập thần túc. Là các Bồ Tát tên là Vô Đệ, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Con vốn đã tự phát thệ nguyện, chính yếu là nhằm được nghe giảng dạy. Hôm nay Thế Tôn không tiếc pháp, con xin sẽ không rời bỏ khỏi chỗ này. Là các Bồ Tát tên là Diễm Quang, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Phật đạo là hết sức khó đạt, nẻo sinh diệu của các pháp là vô cùng tận, có thể làm thanh tịnh mọi thứ phiền não có nhiễm, từ đấy mới thích hợp cho việc hội nhập đạo chân chánh. Là có Bồ Tát tên là Pháp Nhãn, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Vô lượng pháp tổng trì, âm thanh chấn động khắp trời đất, tuyết giảng pháp độ chúng sinh, khiến cho hết thảy đều thành tựu Phật đạo. Là có Bồ Tát tên là Từ Nhân, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Các pháp thật hết mực thâm diệu sâu xa, như hư không thanh thang khó dấu vết mối buộc, thông tỏ khóc không còn mọi nẻo, nên được xưng tán là bậc nhân trung tôn. Là các Bồ Tát tên là Nhất Thừa, đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Cõi sinh tử đầy những phiền não bụi bặm cấu nhiễm, tám nạn chính là những bức tường thành vây hãm, khổ ấy chẳng ai có thể cứu được, chỉ có Phật mới đủ khả năng độ thoát. Là các Bồ Tát tên là Thanh Minh, đến trước Đức Phật cùng kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Khổ thay, già bệnh chết, ba cõi là hoa lớn, mặt trời trí tuệ này đã xuất hiện, sao lại còn im lặng im chưa thuyết giảng chánh pháp. Là các Bồ Tát tên là Trường Thọ, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Người đời thọ mạng ngắn ngủi, canh lạc lại là nẻo buộc trói, xấu thức chính là những kẻ phát ngôn tán trợ, kính mong Thế Tôn hãy tiêu diệt chúng. Là các Bồ Tát tên là Toán Số, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Hết thảy mọi loài chúng sinh đều bị ba độc phủ che, Thế Tôn đã giáng trần giáng thần, kính mong mau đem pháp được để trị liệu. Là các Bồ Tát tên là Hợp Mang Chưởng, đến trước Đức Phật cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn. Tiếng tâm vang động khắp mười phương, tuôn xuống những trận mưa pháp cam lồ, kho tàng chánh pháp là thâm diệu vô cùng tận, chẳng phải Phật ai là người có thể tuyên giảng được. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng, các vị Bồ Tát ấy số lượng đến hàng trăm ngàn vạn ức, mỗi mỗi vị đều hết lòng khuyên ta phát huy đạo pháp để cho chánh pháp được kính mộ khắp mọi nơi chốn. Ai nấy đều ân cần bày tỏ lời thỉnh cầu tha thiết nhất đối với Phật. Ta lúc đó đã phóng ánh hào quang từ hướng lưỡi tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Sau đấy thì thu hồi ánh hào quang trở lại và nói với chúng Bồ Tát: ta này sở dĩ có được tướng lưỡi dao động như thế là vì đã phân biệt nhỏ rõ các pháp là không chốn có, lại dùng tám thứ âm thanh làm chấn động cho lượng cõi Phật trong mười phương thể đều nghe biết. Bây giờ Đức Thế Tôn vì đại chúng mà nói bài tụng: hết thảy gốc các pháp nhân duyên hợp tạo nên, mọi quốc độ mười phương đều vô hình không tịch, đạo ý tự nhiên sáng, công đức các tướng đủ, nhận rõ pháp trong ngoài không hình không thực có. Nghe ta đã thành Phật độ thoát cho muôn người, có pháp anh lạc lớn trang nghiêm tịnh cõi Phật. Các vị muốn được nghe rõ tâm không ngọn nguồn không, mà mỗi nên phân biệt khiến đạt bờ giác ngộ. Ta xưa bốn thể lớn sẽ độ kẻ mê lầm, đau đến mọi người tỉnh, khiến đều có lòng buồn. Ta gốc mới phát tâm, đâu hạn chế số lượng, chỉ chuyên chưa gặp đạo nên lại im lặng vậy. Lúc này hết thảy các vị Bồ Tát trong chúng hội nghe Phật nói bài kệ ấy, ai nấy đều hết sức vui mừng hoan hỷ, hầu như không kềm chế nổi cùng nói: lành thay, thật là điều chưa từng có. Như là sắp sửa nêu giảng giáo pháp nhằm độ tất chúng sinh làm thành pháp giới, bao nỗi khổ hoạn trong ba đời thảy được đội ơn giải thoát. Bây giờ nơi toàn hội có hơn 2 vạn người là những vị chưa đạt được thần thông, đang phàm phu còn đang học, thể đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác, và mỗi đều phát nguyện giấy khởi tâm thiện muốn được nghe pháp anh lạc lớn lao ấy. Phẩm 40, 10 trí. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc cung kính thưa với Đức Phật:
Kính bạch Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát trước nên tu tập pháp gì, có được những công đức gì thuận hợp với pháp lớn an lạc để thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Lành thay, này vị tổng thánh tử, hãy hết sức lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ. Như có đại Bồ Tát muốn thành tựu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác, còn với pháp lớn an lạc tương ứng, muốn đoạn trừ sạch mọi cội rễ sinh tử, muốn làm cho chánh pháp của Như Lai được hưng thịnh phát triển tốt đẹp, muốn đạt được vô lượng pháp định ý như Thế Tôn, muốn đạt được pháp tánh như nhiên dẫn đến mọi tự tại, thì các vị Bồ Tát ấy phải nên tu học pháp môn vô lượng trí. Thế nào là pháp môn vô lượng trí? Bồ Tát Di Lặc hãy cố gắng lãnh hội Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác có 10 trí sáng tỏ, chỉ trong khoảnh khắc một ý một niệm một lúc, tất có thể nhận biết về vô lượng cảnh giới của chúng sinh, tư duy nhận rõ không hề là mất pháp giới, liền thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Những gì là 10 trí sáng tỏ ấy? Chỗ gọi là 10 trí sáng tỏ ấy là Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc một thời có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều được sinh lên hết lên cõi trời đấu thuật, cùng tu tập hành thiện, đều không có tâm đổi khác, mà những chúng sinh còn lại đều không hề hay biết. Lời nói này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát trong khoảnh khắc một lúc có thể khiến cho tất cả chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát, pháp pháp đều trọn nên cùng với các bậc thánh hiền hưởng chung sự an lạc, mà những chúng sinh khác không hề hay biết. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong khoảng một lúc có thể khiến cho khắp tam thiên đại thiên thế giới với những chúng sinh trong ấy đức của căn lực chưa được đứng vững đều cùng thời xuất gia tu tập hạnh phạm hạnh vô thượng, cả bỏ râu tóc mặc lấy ba thứ y, tay mang được cầm đủ các cái đồ dùng của người xuất gia tu tập 12 phép. Có lúc đi khất thực làm phước điền để hóa độ mọi người, nhưng các chúng sinh khác không hề hay biết. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong khoảng một lúc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới thành tựu đạo quả Bồ Tát, đi đến nơi của Bồ Đề, được đồng tử các tường dân cõi để ngồi kiết già, ngay ngắn tự suy nghĩ, ngày hôm nay sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Điều này là tất nhiên, trước sẽ tạo được cảm ứng để tất cả thế giới, các vị thánh hiền đắc đạo đạt được thần thông cùng đến ủng hộ ta, nhưng mọi chúng sinh khác không chút hay biết. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát, cùng chuyển pháp luân với bốn thánh đế là pháp như thật gồm khổ tập tận đạo, cũng khiến cho chúng sinh tu tập đạt giải thoát. Tùy theo nẻo suy niệm của từng người mà đạo quả ba thừa đều trọn nên, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới các căn đều thuần thục, gồm đủ năm phần pháp thân, các tướng đầy đủ, thành tựu mọi thể nguyện lớn lao, thực hiện các Phật sự, hàng phục đáng ma oán, và những chúng sinh khác không hề hay biết gì. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát và đều cùng thành bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhập pháp tam muội Phật ý, mà mỗi vị đều phân thân để giáo hóa chúng sinh đi vào pháp luật của bậc giác ngộ, và những chúng sinh khác không hề hay biết. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát, nhập pháp định ý như ý, đều khiến cho núi sông đá tường vách ngói gạch cây cỏ biến thành bảy thứ châu báu, nhằm cung cấp cho hàng nghèo khổ đều được sung túc. Sau đây mới thuyết giảng sáu pháp ba la mật mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì. Lại nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát, nhập pháp định ý kim cang, từ đấy có thể chuyển hóa tất cả thành màu vàng rồng như sắc tướng của Phật không khác, và thảy đều thành tựu đạo quả vô thượng mà những chúng sinh khác đều không hề hay biết gì. Lời nữa này Bồ Tát Di Lặc, đại Bồ Tát chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ Tát, đạt được các căn lực giác ý của chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, nhận được các pháp không vô tướng vô nguyện, thông tỏ các pháp thảy là không chúng có, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì cả. Đại Bồ Tát Di Lặc, như thế là các vị đại Bồ Tát đã thực hiện 10 trí tuệ sáng tỏ dẫn đến việc thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, rõ ràng không còn hồ nghi.
Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, nay được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết giảng chánh pháp, tâm con đã an nhiên trong lặng mà có được giác ngộ lớn lao, xin nguyện cho mọi chúng sinh được đạt được trí tuệ ấy. Phẩm 41, thuận hợp thời. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Diệu cung kính thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát làm thế nào để tu tập đạo vô thượng Bồ Đề và thành tựu đạo quả tối chánh giác, giữ gìn đúng uy nghi, thuận hợp trong mọi lúc hành hóa mà có thể gồm đủ các pháp lớn an lạc. Đức Phật bảo Bồ Tát Pháp Diệu, như có đại Bồ Tát muốn đạt được đầy đủ thành bậc vô thượng chánh đạo chánh giác, còn đủ các pháp lớn an lạc của Như Lai, thì phải nên tu tập 10 pháp lớn an lạc tuệ, nhờ đấy nó có thể đạt đầy đủ các pháp lớn an lạc. Này vị tộc thánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn được nghe các pháp lớn an lạc của Như Lai thuận hợp với mọi thời hành hóa, thì hãy cố gắng lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ những gì là 10 pháp an lạc tuệ. Như đại Bồ Tát tự nhiên biết thời đã đến sẽ thành bậc vô thượng chánh đại chánh giác, thì không để mất kỳ hạn đến nơi của Bồ Đề, tâm dự vững thệ nguyện lớn lao, tâm như hư không, dứt trừ hết mọi tưởng, đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa thuận hợp thời. Là nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là do Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết hiện nay mình đã đến lúc có thể giáo hóa chúng sinh, với nhượng họ tên như thế không vượt qua giới hạn ấy, thì điều chính yếu là phải độ tất cả chúng sinh, sau đấy thì mới định rõ. Đó là gọi là đại Bồ Tát hành hóa thuận hợp thời. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết hiện tại sẽ thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, là sẽ được thọ ký Bồ Tát với mọi thứ như cõi nước, những người phụ giúp hầu cận, mong mọi phương diện ở nơi chúng ấy, đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết hiện nay mình đã đạt được cái trí tự tại sẽ khiến cho chúng sinh cũng đạt được như ta không khác, kịp lúc đến nơi ấy để giáo hóa, khiến cho mọi chúng sinh đạt được pháp tự tại vô ngại. Đấy gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã đi vào cửa giải thoát, thực hiện các Phật sự, biến hóa ra hết thảy, hết mọi pháp hữu hình ngăn ngại, đều khiến quy về nơi kho tàng vô tận, là cũng khiến cho chúng sinh cùng đạt được như mình. Đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết rằng ta nay đã đạt được pháp bốn định không vô hình cùng bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ hộ, là đem pháp định ấy để giáo hóa chúng sinh, khiến cho hết thảy đều cùng đạt được như mình. Đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết giữ gìn đúng uy khi không làm mất phép tắc, chốn có thể đi thì biết rõ để đi, nơi có thể an tọa thì biết dùng để an tọa, ngày đêm luôn dốc hết tâm ý theo đúng giáo pháp, để khi nào vào tận cất thực không hề nhòm ngó hai bên đường, làm phước điền giáo hóa chúng sinh, giữa ánh sáng giác ngộ vô lượng, cũng khiến cho mọi người cùng đạt được như mình. Đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lời nữa này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã từng xét kỹ và nhận biết xem xét về căn trí của chúng sinh nên hóa độ hay chưa thể hóa độ, thọ nhận sự cúng dường của hàng tín đồ, trở lại nơi chốn thanh vắng tịch tỉnh, nằm ngồi suy nghĩ, nên thọ nhận các vật phẩm tính thí để nhằm đủ nuôi sống thân bốn đại, thực hiện đạo đức viên mãn thành bậc tối chánh giác, là đem pháp ấy giáo hóa dẫn dắt hết thảy chúng sinh, khiến họ thể cùng đạt được như chính mình. Đó gọi là đại Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lại nữa, này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết hiện nay mình đã ứng hợp với giới luật của bậc hiền thánh, dẫn dắt giáo hóa hết thảy không có tăng giảm, dần dần tiến tới đi hẳn vào trong năm nẻo, quan sát tâm ý chúng sinh và độ thoát họ, như đi vào cõi người thì vì họ mà nêu giảng giới luật, khiến cho chúng sinh biết rõ về nỗi khổ của sự phạm tội, chỉ rõ dùng đạo pháp chân chánh để độ thoát họ, như đi vào cõi trời ở nơi chốn thiên cung thì giúp nêu giảng về pháp vô thường hao mòn hủy diệt, khuyên gắn tu tập 10 hành thiện để bỏ ngôi vị quan trọng đất cõi trời để tu đạo vô thượng, như đi vào cõi súc sinh với bao sự thống khổ trong ấy, thì nên thuyết giảng về pháp nếu bày tính chất dối trá của sự xung đột chống đối chống cự, khiến sinh tâm thiện theo hướng sửa đổi, như đi vào cõi ngạ quỷ với bao sự xấu xa thô lậu trong đó,
Cho nên thuyết giảng về pháp nếu bày tính chất trói buộc của tâm keo kiệt tham lam, khiến phát tâm thiện, hối cải điều cũ, tu tập điều tốt, như đi vào cõi địa ngục với bao tội nhân đã bị thọ hình phạt trong ấy. Thì vì họ mà thuyết giảng pháp nếu bày về sự khó được cứu độ của năm tội nghịch trong trình, năm tội nghịch trọng, lại khiến cho chúng sinh cõi ấy tâm ý mở thông, tâm thực tâm thiện được phát sinh, mà tội khổ thảy dứt, được sinh lại nơi cõi người, đó gọi là Bồ Tát hành hóa hợp thời đúng lúc. Lại nữa, này Bồ Tát Pháp Diệu, là như Bồ Tát đã tự xét kỹ và nhận biết các hành đã đủ, các trí tự tại đạt vượt mọi nghĩ bàn, sẽ dùng thần túc tạo sự cảm ứng đối với tất cả, tự thể hiện thần túc không hề bị trở ngại, từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, phụng sự kính lễ cho Phật Thế Tôn, chuyên tu tập phạm hạnh, thọ nhận các pháp chưa đạt được lại cũng khiến cho chúng sinh cũng đạt được như mình. Này Bồ Tát Pháp Diệu, đó gọi là đại Bồ Tát tu tập 10 tuệ thuận hợp với sự hành hóa trong mọi thời mọi lúc, thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề, thành bậc tối chánh giác, liền có được đầy đủ các pháp lớn ánh lạc. Phần 42, 10 pháp chẳng tiện nghĩ bàn. Bây giờ Bồ Tát Đạo Thắng Tử thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát làm thế nào để đi vào năm nẻo luân hồi, qua lại khắp mọi nơi chốn để giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh quả Phật, thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, thành bậc chánh giác tối thượng, thực hiện được pháp lớn an lạc chẳng thể nghĩ bàn? Đức Phật bảo Bồ Tát Đạo Thắng Tử: Bồ Tát hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ. Như có đại Bồ Tát muốn thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thực hiện pháp lớn an lạc chẳng thể nghĩ bàn, thì phải dốc tu tập 10 pháp. Những gì là 10 pháp ấy? Như có đại Bồ Tát đi vào năm nẻo sinh tử, tùy theo loài chúng sinh mà giáo hóa mọi kiết già an tọa, và hình ảnh ấy hiện ra khắp các thế giới chư Phật trong mười phương, là dùng âm thanh làm chấn động khắp cõi tam thiên đại thiên. Ở trong ấy giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến họ thảy phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nhưng những chúng sinh khác thì không hề hay biết. Đó gọi là đại Bồ Tát với nẻo hành hóa chánh pháp, thuận hợp chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, đại Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi luân hồi giáo hóa chúng sinh, dùng một cú nghĩa diễn giảng sâu rộng khắp mọi thế giới chư Phật, các loài hữu tình thảy đều được lãnh hội và nhận biết rõ. Nhưng những chúng sinh ấy thì không hề hay biết gì, theo chỗ pháp được nghe hiểu, tất cả đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là đại Bồ Tát tu tập hành hóa chánh pháp chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, lại như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi luân hồi giáo hóa chúng sinh, dùng một ánh hào quang tỏa chiếu khắp các quốc độ trong tam thiên đại thiên, khi những người trong thể ánh sáng ấy thể đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, như không thấy hình tướng, thể đều đưa mọi người đi đến cửa giải thoát. Đó gọi là đại Bồ Tát tu tập chánh pháp nhằm hóa vượt mọi nghĩ bàn. Lại nữa, này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, như trong khoảnh khắc một lúc, một niệm hay một ý, dùng một pháp thân biến hiện khắp tam thiên đại thiên thế giới, để khiến cho mọi chúng sinh được nghe biết và lần lượt đạt được đầy đủ pháp giới. Nhưng các chúng sinh ấy không rõ từ nơi chốn nào mà mình được nghe, thảy phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợi, hợp với nẻo chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, dùng diệu luật thần túc để biến hóa hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành hình tướng Phật. Các chúng sinh thành hình tướng Phật, mỗi mỗi vị cùng giáo hóa và thuyết giảng về 12 hành của sự lao khổ, lại cùng tới độ thật không thể lường tính hết. Nhưng các chúng sinh ấy chẳng hề tự hay biết do ai mà được hóa độ. Đó gọi là đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợp, giới nẻo chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, dùng mọi trí tuệ phân biệt nhờ rõ tất cả các pháp vô hình không hề có sự trở ngại, đã khiến cho khắp các loài hữu hình nhận biết được chánh pháp quan trọng mà được hóa được độ thoát. Nhưng những chúng sinh ấy không tự hay biết là mình hôm nay đã được ai hóa độ. Đó gọi là đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợp nẻo chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, lại như đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, chỉ trong một niệm liền có thể thấy khắp hết thảy mọi pháp, nhờ đạo pháp giới mà đạo hành vượt mọi nghĩ bàn, đều khiến cho chúng sinh cùng được lãnh hội giáo pháp ấy, cùng lúc thành tựu đạo quả không bị chướng ngại. Như các chúng sinh đó không tự nhận biết từ đâu mà mình được nghe biết, đó gọi là đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợp với nẻo chẳng thể nghĩ bàn.
Lại nữa này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như Đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi luân hồi giáo hóa chúng sinh, khiến cho mọi chúng sinh ấy thể có được thần thông du hóa tự tại đến vô lượng thế giới trong mười phương, được nghe mười phương chư Phật thuyết pháp, thông tỏ các pháp đều như cảnh huyễn hóa. Như những chúng sinh đó không tự nhận biết là hôm nay mình đã được ai khai ngộ, đó gọi là Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp, thuần hợp nghĩa vượt mọi nghĩ bàn. Lại nữa này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như Đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi luân hồi giáo hóa chúng sinh, khiến cho các loài hữu hình trong ba đời đã đều thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợp nẻo chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa này Bồ Tát Đạo Thắng Tử, là như Đại Bồ Tát đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, hòa nhập vào pháp tạng thâm sâu, nhận rõ trí diệu vượt hẳn ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, riêng bước đi trong ba cõi không một ai có thể cùng sánh, lại khiến cho chúng sinh cũng đạt được như mình không khác, đó gọi là Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp thuận hợp nếu chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát Đạo Thắng Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát với năm căn lực đức độ gồm đủ, đi vào trong năm cõi để giáo hóa chúng sinh, thành tựu các pháp thù thắng chẳng có thể lượng tính, cũng chẳng phải là chốn lãnh hội được của hàng La Hán Bích Chi. Kinh Bồ Tát An Lạc, quyển 14, phẩm 43, vô ngã. Bây giờ, có vị Bồ Tát tên là Tâm Trí đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, như có Đại Bồ Tát quán thân phân biệt, lãnh hội dứt mọi tưởng và ngã, như vậy thì làm thế nào để thành tựu được pháp quán về con đường tu tập của Bồ Tát? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tâm Trí, như có Bồ Tát muốn thành tựu được pháp quán về con đường tu tập của Bồ Tát, thì phải nên thực hành mười pháp. Những gì là mười pháp? Như có Đại Bồ Tát chưa trụ được nơi quả vị Bồ Tát ở chốn an định giải thoát, bây giờ nhằm thành tựu tự nguyện lớn, đạt đến gốc đạo pháp một cách trọn vẹn rốt ráo, thì phải tự quán tưởng vô ngã, cũng là giáo hóa chúng sinh được như mình không khác, đó gọi là Đại Bồ Tát hành hóa vô ngã. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như Đại Bồ Tát có thể biến hóa từ không thân hiện thành thân hữu hình, lại hóa từ có thân hình thành thân vô hình, dùng hữu ngã làm vô ngã, lấy vô ngã làm hữu ngã, qua đấy hóa độ dẫn dắt hết thảy chúng sinh, đó gọi là Đại Bồ Tát đã đạt được đầy đủ tất cả các pháp tâm trí. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như Đại Bồ Tát muốn thành bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải thành tựu tâm vô sinh, thông tỏ gốc của các pháp là chẳng có thể chú thích tham đắm các pháp, đó gọi là Đại Bồ Tát với tâm vô ngã thành tựu được quả vị Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, là như Đại Bồ Tát đã đạt được tâm không, nhận rõ ngã là không có cũng là không sinh diệt, lại đem pháp ấy giáo hóa tất cả để biết rõ về tưởng vô ngã, có được trí tuệ ấy nhưng không hề tự đề cao, ở nơi các pháp thâm diệu là bậc nhất, là tối thượng, đó là Đại Bồ Tát tu tập hành vô ngã bậc nhất. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như Đại Bồ Tát hay các thiện nam thiện nữ phân biệt nhận rõ về hình tướng các pháp, cũng không thấy gốc của tướng các pháp, dùng gốc cung cấp của tất cả các pháp cũng đều như thế, từ đó khiến cho mọi chúng sinh khởi tưởng vô ngã trong khi quan sát trong ngoài các pháp cùng nhất thiết trí, đó gọi là Đại Bồ Tát tu tập hạnh vô ngã. Lần nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như các hàng thiện nam thiện nữ nhận thức về kiếp thành hoại hay chẳng thành hoại, không do thành mà vui mừng, cũng không vì bại mà lo buồn, ở trong hai trường hợp ấy không giới tưởng tôi ta, Đại Bồ Tát như thế là đã đạt được pháp vô ngã. Đức Phật bảo Bồ Tát Tâm Trí: Như có các hàng thiện nam thiện nữ nhập pháp Nam Muội diệt tận, liền bỏ tất cả các tưởng về thân, nhờ đó gốc hành biết ở từ chỗ nào đến, từ đó theo nẻo vô vi hết sức cần thiết cho sự tu tập để đến với đạo lớn giác ngộ, đó gọi là Đại Bồ Tát đạt được hành vô ngã. Là nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như có các hàng thiện nam thiện nữ đầy được tâm vô ngã, nhận rõ về mọi nẻo của 12 nhân duyên, sinh không biết do đâu mà sinh, diệt cũng không tường do đâu diệt, đối với gốc của tất cả các pháp thì đều dứt mọi tưởng về ngã, đó gọi là Đại Bồ Tát đối với gốc của các pháp đã thành theo vô ngã. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, là như Đại Bồ Tát phân biệt nhận rõ gốc của tại các pháp, cho thấy có gần hay xa, gốc là không chúng sinh cũng không chúng khởi, đó gọi là Đại Bồ Tát đã hành theo vô ngã. Lại nữa này Bồ Tát Tâm Trí, như có Đại Bồ Tát ở nơi pháp nhẫn bất khởi, thấu đạt tâm thức thấy là không chốn có, từ đấy đạt đạo quả vô thượng chánh đạo chánh giác, không thấy có thành cũng không thấy chẳng thành,
Đó gọi là Đại Bồ Tát hành đủ nẻo vô ngã. Này Bồ Tát tâm trí, như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn được tu học đầy đủ về các hạnh vô ngã thì tất dốc tu tập bền vững trọn thành đạo quả, giới thượng trên đạo chánh giác. Lần nữa, này Bồ Tát tâm trí, như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn đạt được đầy đủ hết thảy các pháp thì phải tu học pháp vô ngã. Thế nào là vô ngã? Chỗ gọi là vô ngã ấy, như sự thành tựu rốt ráo ấy cũng là vô ngã. Phân biệt rõ về bốn đại tư duy nguồn gốc ấy cũng là vô ngã. Hết thảy các pháp xuất thế gian để giáo hóa chúng sinh được độ thoát an toàn nơi của Bồ Đề, hàng phục ma quân, thảy là không chỗ có. Đó gọi là Bồ Tát hành đúng nẻo vô ngã, không thấy gốc các pháp, tổng trì trong ba đời, trí tuệ đã dứt hết mọi tham vướng, cũng không ở trong hay ngoài, tư duy nhận rõ thấy là không chỗ có. Đó gọi là Đại Bồ Tát hành đúng theo nẻo vô ngã. Đức Phật bảo Bồ Tát tâm trí là như các hàng thiền nam thiền nữ nhập pháp định ý không, để được một cách trọn vẹn kho tàng các pháp thâm diệu kia của Như Lai, chẳng phải ở nơi đây, cũng chẳng phải không ở tại nơi kia, thấu rõ tất cả thảy là không chỗ có. Là như hàng thiện nam thiện nữ dù nhiều lần thần túc nhập pháp định ý, là hiện rõ hết thảy các pháp quán về vô tướng. Thế nào là vô tướng? Như cho Phật Thế Tôn, nếu con đường giáo hóa đuổi thoát tất cả chúng sinh không dùng ngôn ngữ để giáo hóa, đó là vô tướng. Như hết thảy chư Phật ở nơi gốc của chúng sinh mà tôi giáo hóa tự tại an lạc, đó là vô tướng. An tọa nơi gốc cây Bồ Đề và thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đạo chánh giác, đó là nẻo, là hành theo vô tướng. Này Bồ Tát tâm trí, như các hàng Đại Bồ Tát tu tập và giữ vững pháp ấy, đạt được pháp vô ngã thì liền thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Phẩm 44, các thừa. Bấy giờ nơi tọa ngồi có vị Bồ Tát tên là Tịnh Nhãn, liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát phát tâm hướng về Đại Thừa, đạt đến trí tuệ vô ngại? Với tu tập pháp gì mà đạt được cõi diệt nẻo Đại Thừa? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Nhãn: lành thay, này vị tập tánh tử, những điều nay Bồ Tát nên nêu hỏi ấy đều thuộc về lãnh vực uy thần của Phật đạt tới đấy. Bồ Tát hãy hết sức lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ, ta sẽ dùng kệ để giải tỏa mối hoài nghi của Bồ Tát. Lúc này Đức Thế Tôn bèn đọc bài tụng: chẳng dùng sắc hư bại, hướng tới đạo bình đẳng, quán sát đạo không khác, mới hợp nẻo đạo thừa. Tôi duy sắc và đạo tánh như nhiên cũng vậy, không thấy đạo hư hoại, nên tu tập bậc trí gốc tánh đạo luôn bền, tìm kiếm chẳng thể tận, rất thuận nghĩ bậc nhất thừa ấy đạt vô ngại. Người ngu tâm đạo điên, cầu đạo ấm chữ nhập, nhiễm vướng nơi ba cõi, nên phải thọ sinh tử, các pháp không nhận giữ, trên dưới cùng khoảng giữa, chẳng thấy có tan rời, đó là hướng đại thừa. Như thấy pháp chẳng pháp, nơi hai ý chẳng động, cũng chẳng giấy dị kiến, phát hướng tới cũng thế. Hai là pháp hữu phi, cũng gọi pháp vô phi, trừ hai chẳng thấy hai, mới hợp đạo vô thượng, vượt khỏi hàng phàm phu, chuyên tới đạo thánh hiền, đến được chưa thành tựu cũng là phước điền đời. Dứt lìa tám pháp tục, như hoa không vướng bụng, trong kiếp hành luôn vượt, thế mới hướng đại thừa. Chốn chốn tu chánh nghiệp, nơi nơi hiện thần tông, độ người chẳng thấy độ, khẩu tâm ý hành mật, không thối đẻo sinh tử, tâm dứt mọi khiếp nhược, ý vẫn như kim cang, rất hợp tuệ vô ngại, hư không chẳng thiện ác, pháp giới thường thanh tịnh, pháp cũng vốn không pháp, đâu có chuyện cấu nhiễm, chẳng thấy lìa pháp tà, mà tu đạo vô thượng là không kẻ kém cỏi, đó là tướng đại thừa. Các pháp gốc không tướng, như không chẳng thể giữ, cầu tướng gốc tự không, kẻ trí nên biết rõ. Phàm muốn hành vô ngại, phương tiện là bậc nhất, nguyện chúng sinh hoàn tất, dẫn dắt đến đạo tràng. Bản lành là chánh pháp, bền vững không bỏ quên, lìa hạn ấm chữ nhập, không theo lối hồ nghi. Như Phật hiện ở đời, rồi cũng chọn diệt độ, chánh pháp luôn tồn tại, chọn chẳng hề biến đổi. Các pháp được nêu đúng, thiện ác chẳng hư hoại, tánh cõi chân cũng thế, thường trụ chẳng động chuyển. Nẻo tu thật thâm diệu, cõi ma không hề vướng, các pháp lại cũng vậy, vĩnh viễn lìa cõi tà. Muốn cầu đạo vô thượng,
chẳng chấp pháp tu hành, dứt có tưởng không tưởng, mới hợp tuệ vô ngại. Tuệ Phật dứt mọi chấp, pháp pháp không chúng sinh, không thấy đạo sinh diệt, nên nêu thuận hành đại thừa. Hoặc dùng đầu mắt thấy tâm tính không hề bỏ, chẳng thấy có kẻ nhận, dứt mọi chấp tưởng vọng, các pháp vốn không sinh, suy cứu không chốn chứa, tướng các pháp cũng thế, dư mối chẳng thể thấy, dư người muốn tìm không, nhằm biết bờ bên ấy, ngày đêm luôn nhớ nghĩ, công sức ấy thật phí. Ngu lầm chấp tôi ta, bám nẻo thường chẳng lìa, đọa lạc nạn ba đường, chẳng đạt chốn cứu cánh. Bậc chân đạo thánh hiền, ba đạt không ngăn ngại, còn chưa tận nguồn không, huống chi hạng người thường. Người đời chấp nẻo thường, cho mình che nẻo sáng, sinh tử khổ chồng chất, do đâu được giải thoát. Tài trí không vướng mắc, nhằm cầu đạo vô thượng, hai nẻo chí thí chẳng cùng. Cứu cánh sao hàng đạt, giới luật hành vô ngã, pháp bậc nhất chốn an, là cũng chức tướng ấy. Hành vượt niệm chớ tuệ, chẳng tu tự nhiên đạt, trí trừ gốc vô minh, đối với đạo thanh tịnh, trong như trăng tròn hiện, thân như bọt nước tụ, cũng như điện phục lóe, ý căn như ngựa hoang, giới là đạo thanh tịnh, với thắng không kẻ sánh, các thánh hiền trung thiên, tâm dứt hết ác thảy ác, định tịch ma la mật, giữa giới và phạm giới, định loạn chẳng nêu bày, nhận rõ các pháp giới, giới là đạo giải thoát, đạt nhận ba la mật, gắn nhận mọi khổ não, từ bi thấm khắp loài, không còn tưởng cao thấp, nhớ tìm pháp quá khứ, sinh diệt không dừng lâu, pháp khen chê tôn trách, sao có được thuận hợp, từng phần rõ hình tướng, trọn chạng giấy niệm ác, nhận rõ nẻo trong ngoài, thân tâm an nhiên trụ, oán thù nhằm mong hại, diệt ấy nguy đến thân. Nhận đó như đất trở, không chấp có xấu tốt, thần nguyện lớn nhẫn dục, dứt tưởng niệm đối kháng, nên khiến mọi chúng sinh trong thấy tại vui mừng, muốn rõ biển đại thừa, nên dứt tâm khiếp nhược, thân đoan nghiêm tâm chính, đạt được nhẫn vô sinh, gốc từ vô số kiếp lưu chuyển trong sinh tử, nên vì một chúng sinh mang đủ áo giáp nguyện, các pháp không khởi diệt là không tưởng hủy hoại, kẻ ngu tâm điên đảo không tỏ tuệ quá khứ. Tánh pháp giới thường trụ, kẻ học chẳng trọn vẹn, nên thông tỏ gốc ngọn, sinh ấy không chúng sinh, chúng sinh chẳng thấu đạt. Tuệ vô ngại phi diệu, quyết tìm phương tiện khéo, dứt trừ tâm đạo điên, chư Phật hiện ở đời, hóa độ kẻ mê lầm là cũng không buông thả, lô tinh tấn dũng mãnh, nhận rõ tất cả pháp như huyễn bóng ngựa hoang, cầu thật không quả báo, như quán không vô hình, chúng sinh không niệm thật, tự giải tưởng tham vướng, dần tỏ nẻo giáo pháp, khiến rõ chốn giải thoát, phương tiện nhớ nghĩ ấy, mọi sở nguyện tất đạt, mà mỗi tư duy quán trí vô ngại thành tựu, niệm giữ hành trong ngoài, chốn vốn, chốn chốn cầu tánh không, không dựa không chấp vướng chấp. Gốc ngọn sinh tự tịnh, dốc học vui chốn tỉnh, nơi riêng dứt sợ hãi, thiền định tuệ tư duy, sáu thần thông khéo hiện, tại nơi đông hay vắng, nhất tâm không vọng loạn, chẳng mất pháp uy nghi, đó là định vi diệu. Pháp định có nhiều loại, ý dứt hành vô lậu, hai giải thoát thêm tăng, đó là định vi diệu. Quán khắp hết thảy pháp, chốn yên tâm chẳng dời, nơi một trở lại một, đó là định vi diệu. Tâm đạo luôn kiên cố, ý diệt tâm hằng hữu, tiếp độ người thuần thục, đó là định vi diệu. Luôn nhớ bậc chánh giác, đạo pháp thân Như Lai, mọi sắc tướng chán lo, đó là định vi diệu. Là tu sống tư niệm, hành theo đúng thứ lớp, dứt niệm không như không tư tưởng, đó là định vi diệu. Bốn đôi tám bậc quý, sinh từ nẻo vô sinh, vô số chẳng hữu số, đó là định vi diệu. Kẻ trí tu bốn thiền, định không vượt nẻo thức, tỏ rõ thân trong ngoài, đó là định vi diệu. Chư Phật khắp mười phương, xa trong chúng sinh ấy, chẳng lo mắt thấy sắc, tự nhiên đạo thành tựu, lại cũng thấy kẻ ấy, một mỗi nơi thuyết pháp, không sinh tưởng tai nghe, thất diệt chẳng vướng lại. Tưởng chúng sinh vô lượng, giúp ý nên thấy rõ, chẳng giấy tâm nhị kiến. Đến xưng từng ấy niệm, giá nghĩ kiếp quá khứ, hằng xa chẳng thể tính, tâm trước sau cũng thế, dù mạnh không biến trễ, lại đến vô lượng cõi thì hiện pháp thần tốt, tâm trụ thân tự theo, khiến rõ pháp thần tốt, và nói đạo cam lồ, chẳng mất hành tịnh kỳ tiến. Từ kiếp đến trong kiếp, tuệ vô ngại không dứt, đạt trí ba la mật, nhận rõ ấm và nhập, vì người thuyết pháp liệu,
chẳng vướng chấp tôi ta, hành với các phương tiện cùng rọi dâm nộ si, nhân duyên dứt cấu chấp, khiến tọa đạo thanh tịnh, gốc ngã tự tạo hành, giải thoát dứt sợ hãi, các duyên hội hợp nên, các pháp không nơi chốn, tự quán cũng quán Phật, quán pháp không cũng thế, nèo sinh tử nê hoàn, kẻ trí bèn giác ngộ, khai biết tánh trí tuệ, khiến cầu tuệ giác ngộ, ba đời trong tối tâm, hốt nhiên thấy ánh sáng, trí ấy là đại trí, trí Phật vượt nghĩ bàn. Chẳng chắc cho muôn loài thành trí vô thượng ấy, phàm chấp nhất thiết trí, không thể vượt mức nó, tu tập đủ các trí, nẻo đại thừa nên quả, từ trí chỉ có hiệu, chẳng có đạo chân thật, trí ấy nên mọi trí, cơ vớt hết thảy nạn, như dốc cầu trí tuệ, như cầu tánh hư không, tâm không chống đạt đến, huống lại giấy tưởng loạn, có hư không vô lượng chẳng thể thấy, trí ấy cũng như vậy, vô lượng không bờ bến, chỉ sự hết thể người lên thuyền trí tuệ đó, vừa khắp bến sinh tử chẳng tới biển đê hoàng. Như người trăm ngàn kiếp muốn khen công đức ấy, trí tuệ đuốc lớn sáng, nào soi thấu cho kho sâu, vô tận chẳng thể tận, cũng không tán không nhàn, dốc tụng tuệ vô ngại, tối tôn cõi trời người, mới chẳng đọa nẻo ác, xấu tình luôn quần đủ, sinh nơi cõi trời người, trong các hạng hào quý, các thảy loài chúng sinh đều sẽ thành trí đạo, thọ trì chánh pháp ấy, chưa từng mang lo sợ, ủng hộ gấp chánh pháp, chống an đạo giải thoát, chấp chuyển xe chánh pháp, hiện khắp cõi thế gian. Nơi trăm ngàn ức kiếp, trọn chẳng vướng sinh tử, tất thành bậc chánh giác, đều từ tuệ vô ngại. Dù mạnh hơn mọi người, hàng phục các loài ma, trí tuệ thêm tinh tấn, pháp tổng trì luôn giữ. Như có người một niệm, cuốn khắp nước sông hồ, đi đến khắp bốn cõi, chẳng thể tận cùng ấy. Kẻ trí phương tiện khéo luôn tự mình suy niệm, chỉ uống nước bốn biển nên mới đến được khắp bốn thành đạo vô thượng, trí tuệ sáng vô ngại, thọ trì niệm đọc tụng, thọ ký cũng chẳng lâu. Tuy Phật chưa ra đời, hiện 32 tướng, nên dốc hành Phật sự được khắp vô lượng người, nay ra thành chánh giác tôn quý nhất ba cõi, đều do việc thọ trì kho đại tuệ vô ngại. Lúc Đức Thế Tôn thuyết giảng sau pháp ấy, đây là pháp hết mực thâm diệu, khó lường vượt mọi nghĩ bàn, cũng chẳng phải là chốn đạt được của hàng La Hán Bích Chi. Bây giờ nơi chúng hội có đến 12.000 chư thiên và chúng nhân, thì đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, là có 37.000 vị Bồ Tát đạt được pháp nhận bất khởi, lại có vô lượng vị tỳ kheo tâm được giải thoát khỏi mọi thứ phiền não ràng buộc, có đến 46 cai chúng sinh dứt sạch mọi bụi bặm câu uế, đạt được pháp nhãn tịnh phẩm 45 ba cõi. Lúc này có vị Bồ Tát tên là Tịnh Thí Vương đến trước Đức Phật cùng kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, như con được nghe Thế Tôn giảng dạy về những điều chính yếu của các pháp hết mực thâm diệu, nếu có đại Bồ Tát nhận lấy danh hiệu Bồ Tát, tức là cũng phải nhận 62 thứ kiến chấp của Niễu Tà. Vì sao? Vì 62 thứ kiến chấp ấy đều từ Bồ Tát làm phát sinh, từ đạo quả của Bồ Tát sinh ra, đạo quả ấy tất làm sinh ra 62 thứ kiến chấp. Sở dĩ như thế là vì đạo quả của Bồ Tát không từ ba cõi dục sắc và vô sắc mà đạt được, không từ các pháp hữu vi, hữu lậu, vô lậu mà đạt được. Vì sao? Vì tên chữ Bồ Tát là chẳng thể đạt được mà cũng không có nơi chốn. Tên hiệu của 62 thứ kiến chấp về nẻo tà lại cũng như thế. Gốc là hoàn toàn thanh tịnh, vô hình không thể thấy. Làm sao? Đức Thế Tôn lại dạy là, cũng như có người muốn tìm kiếm được biên vực của hư không, giới dự lượng tính bằng nhau, có hạn các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, là cùng với năm ấm và nêu bày đơn tên chữ sắc thống tưởng hành tức là sinh là diệt, là hữu vi, là hữu lậu, là vô lậu, là pháp hữu thường, là pháp vô thường, là khổ, là vui. Kính bạch Thế Tôn, làm thế nào để vị sĩ phu ấy ở nơi pháp thâm diệu đạt được trí tuệ? Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Thí Vương: Hư không vô hình chẳng thể nhìn thấy, làm thế nào để lập chữ cùng tạo danh hiệu? Muốn ở nơi không trung cầu không, việc ấy chẳng thể được. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Thí Vương thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, đúng vậy, đạo quả của Bồ Tát cùng trí tuệ vô ngại, 37 phẩm đạo, các pháp không, vô tướng, vô nguyện, 62 thứ kiến chấp, thảy đều là không chúng có, mà cũng không thể thấy, cũng như hư không vô hình chẳng thể giữ gìn, tướng của các pháp chẳng phải nguyện cầu mà có thể được. Vì sao? Vì gốc là không thực có, do luôn vượt qua ba cõi, vượt qua ba đời. Nếu chẳng như vậy thì với Phật cùng đạo quả của Bồ Tát liền sinh nhị kiến, do có nhị kiến liền có nhị tưởng, do có nhị tưởng nên bị rơi vào nẻo tà, do rơi vào nẻo tà nên bị cuốn vào năm cõi luân hồi.
Tại vì cuốn vào trong cõi luân hồi thì mãi bị chìm nổi trong sinh tử, phỉ báng hiền thánh, đạo cho là chẳng phải đạo, cũng chẳng cho là có giới luật của bậc thánh hiền. Những kẻ ngu si lầm lạc tưởng đang bày cho rằng Phật khác, đạo khác, sinh tử cũng khác, sinh tử đã khác thì há có nơi hoàn là cũng không Phật, không tu tập đạo quả Bồ Tát, huống chi là sẽ thành tựu trí tuệ vô ngại, việc ấy là không thể được. Lúc này nơi tòa ngồi có vị Bồ Tát tên là Cứu Cánh hỏi Bồ Tát Tịnh Thí Vương: Này vị Tộc Thánh Tử, thế nào là đạo Bồ Tát phát tâm hướng về đại thừa, đạt được trí tuệ vô ngại, thành tựu trọn vẹn đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bồ Tát Tịnh Thí Vương nói: Như có Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cầu đạo quả cho tới khi thành tựu đạo quả tối thượng, tu tập hạnh Bồ Tát chẳng phải là không tu tập, cũng không rời bỏ chánh pháp để tu tập theo đường tà, cũng không thấy mình hành đạo quả Bồ Tát, cũng không thấy là không hành đạo quả Bồ Tát. Đó gọi là đạo Bồ Tát đã hành vượt khỏi quả vị mình mà tu tập ở không chốn tu tập. Bồ Tát Cứu Cánh lại hỏi Bồ Tát Tịnh Thí Vương: Này bậc Tộc Thánh Tử, thế nào gọi là đạo Bồ Tát đã hành vượt quá quả vị mình mà tu tập ở chỗ không chốn tu tập để tu đạo vô thượng có được hiệu Bồ Tát? Bồ Tát Tịnh Thí Vương đáp: Không thọ nhận giữa lấy chấp lấy hình tướng của tất cả các pháp, mắt tai mũi miệng thân tâm, nhưng vượt qua cõi ấy nên vượt được các địa mà tu tập ở chỗ không chốn tu tập. Bồ Tát Cứu Cánh lại hỏi: Này vị Tập Tánh Tử, thế nào gọi là đã hành vượt quá quả vị mà tu tập ở chỗ không chốn tu tập? Bồ Tát Tịnh Thí Vương đáp: Không vượt qua khắp các địa để tu tập đạo quả Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả các pháp đã làm phát sinh con đường tu tập giáo hóa của Bồ Tát. Bồ Tát Cứu Cánh lại hỏi: Này vị Tập Tánh Tử, các pháp lại có cảnh giới chăng? Do đâu mà cho rằng vượt quá các địa để tu tập ở chỗ không chốn tu tập? Bồ Tát Tịnh Thí Vương nói: Các pháp là như như, tánh đạo cũng là như, không thấy có đến, cũng không thấy có lúc đi. Do vậy mà đạo Bồ Tát làm phát sinh con đường tu tập giáo hóa và tu tập ở chỗ không chốn tu tập. Bồ Tát Cứu Cánh bảo Bồ Tát Tịnh Thí Vương: Này vị Tập Tánh Tử, thế nào gọi là đạo tâm được phát huy hướng thượng? Bồ Tát Tịnh Thí Vương nói: Như đạo như. Bồ Tát Cứu Cánh hỏi: Thế nào là như đạo như? Bồ Tát Tịnh Thí Vương đáp: Phàm gọi là đạo như ấy cũng không ở nơi quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế mà đạo Bồ Tát ở trong ba đời không thấy tánh đạo thanh tịnh, cũng như thanh tịnh, như cũng thanh tịnh, vì thế mới phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều là như như, tánh tự nhiên là không, chẳng thấy lai cũng chẳng thấy khứ, hướng tới chốn không chốn hướng tới. Như thế thì mới có thể phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, tu tập ở nơi không chốn tu tập. Bồ Tát Cứu Cánh lại hỏi: Thế nào gọi là phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, tu tập ở nơi chốn, nơi không chốn tu tập? Bồ Tát Tịnh Thí Vương đáp: Lạc mất nẻo đạo nên mới phát tâm hướng đến đạo. Hơn nữa với lòng thương xót rộng lớn khiến không còn sợ hãi, thì ở trong ba cõi kể cả nơi năm vô gián cũng không cảm thấy khổ nhọc, tâm luôn bình đẳng thể hiện khắp mọi nơi chốn. Từ đây mới có thể phát đạo ý tu tập ở nơi không chốn tu tập. Bồ Tát Cứu Cánh lại hỏi: Này vị Tập Tánh Tử, nếu như không có mắt thì làm sao trông thấy cảnh vật được? Tối nay lại càng tăng thêm hồ nghi, kính mong được khai mở nếu giải. Nay sẽ vì tôi mà thuyết giảng xua trừ mọi nẻo do dự, khiến tâm được tỉnh ngộ. Như chỗ Bồ Tát cho rằng do làm mất nẻo đạo nên mới phát tâm hướng về nơi đạo vô thượng, lại thêm lòng thương lớn lao khiến dứt mọi thứ sợ hãi, ở nơi pháp bình đẳng cũng không tăng giảm, đó gọi là bệnh không thể chữa trị. Kính mong Tập Tánh Tử hãy vì tôi mà diễn giảng, khiến do tâm bị chồng chất mối nghi được tháo gỡ, trở nên nhẹ nhàng thư thái. Bồ Tát Tịnh Thí Vương nói: lành thay, này vị Tập Tánh Tử, những điều được Bồ Tát nói hỏi ấy đều là chỗ cảm ứng của uy thần Phật, Đức Phật cả. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc thượng thủ trong đại chúng, nhân đây nên thỉnh cầu Bồ Tát thì mới nhận được lời giải đáp thỏa đáng. Lúc này Bồ Tát Cứu Cánh thưa với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Kính thưa bậc Pháp Vương Tử, những lời Bồ Tát Tịnh Thí Vương đang bày đã khiến tôi càng thêm hồ nghi, làm sao để các vị Tập Tánh Tử có thể lãnh hội được? Kính mong bậc Pháp Vương Tử hãy nêu giảng, khiến không còn một vấn nạn nào khác nữa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp lời Bồ Tát Cứu Cánh: Bồ Tát với lòng thương lớn lao, ba cõi không chút chướng ngại, như hội nhập vào các pháp thâm diệu thì phải suy xét kỹ lưỡng để tu tập ở nơi không chốn tu tập, dứt hết mọi vướng chấp, hồ nghi, vấn nạn, sợ hãi. Có được như thế rồi thì mới có thể hiện được lòng thương, an trụ được nơi gốc của chốn tu tập, mà thân được an định, không có nơi chốn quy về, nên được thọ nhận nơi chốn quy về.
Thì ở trong ba cõi, kể cả năm nơi, nơi năm vô gián, cũng không bị hao tốn công sức. Tâm bình đẳng thể hiện khắp, nên mới phát tâm Bồ Đề tu tập ở nơi không chốn tu tập. Bồ Tát cứu cánh lại hỏi: Kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi, lấy cái gì làm gốc để cho rằng tu tập ở nơi không chốn tu tập? Chúng sinh của các pháp có thể có sự khác nhau chăng? Có thể cho là mắt tai mũi lưỡi thân ý là khác chăng? Bồ Tát với lòng thương lớn và sự bình đẳng là khác nhau chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói: Hãy nên thận trọng đấy, nay vì tập tánh tử, như nói về đạo ấy chẳng phải là có đạo thực, như chẳng nhớ nghĩ là có tôi ta thọ mạng chúng sinh các loại, thì đó mới là có được lòng thương rộng lớn, tâm bình đẳng thể hiện khắp và phát đạo tâm tu tập ở nơi không chốn tu tập. Bồ Tát cứu cánh lại hỏi: Kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi, phàm tánh như của đạo là không giữ chặt hay rời bỏ ba cõi, vậy làm sao có được sự phát tâm cầu đạo quả vô thượng trên đời chánh giác? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói: Tâm là không chốn giữ gìn, cũng không có duyên hợp, chẳng từ nhân bốn đại là địa thủy hỏa phong, cũng không dựa vào năm ấm là sắc thống tưởng hành thức, cũng chẳng ở nơi xấu suy mà làm dấy lên sáu thứ bụi bặm cấu nhiễm, chẳng niệm có đức không đức, chẳng vướng nơi tục, chẳng sinh nơi tâm đạo, không có niệm về tội phước, không có trí tuệ, không ngu si, không thấy hữu dư, chẳng thấy vô dư, cũng không thấy có thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát, thân giải thoát sở kiến, cũng không thấy có trói buộc sinh tử nhiễm đắm và niết bàn thanh tịnh, không thấy gốc không sinh diệt gắn bó đoạn lìa, cũng không thấy hữu thường vô thường khổ không vô ngã. Quán hết thảy các pháp là tịch tịnh trong lặng như hư không, an trụ như thế gọi là trụ nơi không chốn trụ. Đạt được lòng từ bi bình đẳng, xem mọi đối tượng đều bình đẳng không hai, tu tập ở nơi không chốn tu tập mới đúng là phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy ở trong ba cõi cả nơi năm vô gián mà không hề than thở khổ nhọc. Bồ Tát cứu cánh được nghe và lãnh hội pháp ấy thì hết sức vui mừng, bởi phần hoan hỷ không tự kiềm chế, nên kính mong Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi giúp mình đạt được pháp tu tập không còn tu tập ấy, đạt được pháp vô ngại bậc nhất của Niết Bàn giải thoát, là duyên được với pháp ấy mà có được an lạc. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi đáp: Này vị tập tánh tử, gian trụ nơi cõi tu học, tu tập nơi không chốn tu tập, nhưng có sự mong cầu đối với các pháp, nên có chỗ duyên vốn được an lạc, điều ấy là không được. Vì sao? Vì như đã dứt hết mọi duyên buộc thì mới có được sự an lạc vô vi. Lẽ nào có từ duyên buộc mà đạt được Niết Bàn giải thoát sao? Pháp ấy là tịch tịnh, không có nơi chốn từ đấy đi tới. Không duyên buộc với quá khứ qua các niệm, diệt hay chẳng đoạn. Không giới tưởng về hiện tại để có tâm chấp thường, không lo tăng về vị lai để sinh trưởng đối với đối không đối. Vì thế cho nên các pháp chẳng trụ, nơi có tu tập cũng không chốn tu tập, không thấy có niệm cũng không chốn niệm, cũng không có an, không chốn an, cũng không kêu mạn cao ngạo, không có đoạn diệt, hết tại các pháp là không nghe được, không âm thanh cũng không tiếng vang, không thấy hữu dư, không thấy vô dư. Đấy mới đích thực là đạt được nơi chốn an lạc, đạt được niết bàn giải thoát, thông tỏ các pháp trước mọi tưởng sinh diệt. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi bảo Bồ Tát cứu cánh: Này vị tập thánh tử, như niệm vô niệm, không sinh nơi niệm, khoảng giữa ý không, cho nên sau khi sâu thì không niệm về những tai vạ khác lạ nào. Vì sẽ giấy niệm có những tai vạ khác lạ thì đấy là bất an, từ gốc cho đến cuối cùng không thoát khỏi có lo lắng, cũng không lo lắng. Nếu như phân biệt nhận rõ không thấy có tai vạ, không thấy không tai vạ, thì đấy được gọi là thông đạt niết bàn vĩnh viễn, ở chốn an lạc không còn trở lại đối với việc có tu tập, không tu tập, tổng hợp với diệu nghĩa bậc nhất. Bồ Tát cứu cánh hỏi: Kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi, như có vị sĩ phu nêu lên câu hỏi rằng: Không là hữu trụ hay là vô trụ, không là có tu tập hay không tu tập, không là hữu sinh hay vô sinh, như nêu những câu hỏi ấy thì ý nghĩa thế nào? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói: Này vị tập tánh tử, như cho không là hữu trụ, hoặc cho không là vô trụ, cho không là có nương tựa, không có nương tựa, có tu tập, không tu tập, có sinh, không sinh, có nguyện, không nguyện, có tưởng, không tưởng. Với những điểm phân biệt như vậy thì làm thế nào đạt đến Niết Bàn, tương hợp với không còn tu tập? Bồ Tát của Cứu Cánh nói: Này vị tập tánh tử, không ấy là cũng chẳng có trụ hay không trụ, cũng chẳng duyên hay duyên hai hay duyên một, là không có trung gian, là những điểm ấy thì sẽ làm thế nào đạt đến niết bàn bậc nhất dứt mọi tu tập? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói: Như không là hữu trụ cũng là không chốn trụ, như không là vô trụ
gốc là không chủ trụ, có nương tựa không nương tựa, có tu tập không tu tập, có sinh không sinh, có nguyện không nguyện, có tướng không tướng, gốc là không có tướng, chẳng phải không có tướng, tướng cũng là không tướng, không tướng cũng là không tướng. Tất cả các pháp cũng đều như thế, không thấy có tạo tác, không thấy không tạo tác, phi chẳng có tạo tác, phi chẳng không tạo tác, chẳng thấy có tướng không tướng, chẳng thấy có khác không khác, có mong cầu không mong cầu, không niệm ta có chỗ tạo tác, ta không chỗ tạo tác, không dựa vào thân khẩu ý nói về các hành thiện ác. Đó mới là tổng hợp nơi ý nghĩa bậc nhất không còn tu tập. Vì sao? Vì đã dứt hết mọi tưởng về sinh tử, không còn chấp nơi hữu vi, không còn lưỡng vi, vướng nơi vô vi. Không còn duyên bực với cội rễ thâm sâu bền chặt trong ba đời. Không cho rằng Niết Bàn là hoàn toàn tịch tỉnh, vô vi. Này vị tập thánh tử, đó gọi là Đại Bồ Tát Sĩ, Bồ Tát Đại Sĩ từ lúc mới phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành Phật ở trong quá trình tu tập. Đó không giới sinh các niệm ở ấy. Thuần hợp đối với nẻo chẳng tu tập, không còn tu tập, không gì hơn. Bồ Tát Quốc Cánh lại hỏi: Kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là muốn biết được Bồ Tát có cầu mong hay không cầu mong, có sinh tử không sinh tử, không niệm về ba đời, có tận cùng không tận cùng, có đi đến không đi đến, hữu thường vô thường, đã ở nơi các pháp, biết pháp tam muội thiền định có tăng có giảm, tạo tác những niệm ấy phải chăng là còn bị ràng buộc trong sinh tử? Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi nói: Này vị tộc tánh tử, sinh tử được dừng dứt ở nơi chốn nào? Đáp: Ở nơi chốn không có nơi chốn. Lại hỏi: Thế nào là cùng với đạo hợp? Đáp: Sinh tử ấy chính là cùng với đạo hợp, đạo ấy chính là sinh tử. Bồ Tát Khưu Cánh nói: Này vị tộc tánh tử, ánh sáng mặt trời cùng với tâm tối có cùng hợp chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này vị tập tánh tử, ánh sáng cùng với tối tâm hợp, chỉ vì Bồ Tát chưa nhận thấy nên cho là không hợp. Bồ Tát Quốc Cánh lại hỏi: Này bậc tập tánh tử, tâm tối được dừng lại ở nơi chỗ nào? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Chẳng có thể nhận thấy thì đó gọi là tâm tối, ở nơi chốn không nơi chốn. Vì sao? Vì như lúc mặt trời hiện ra, mặt trăng cũng cùng tỏa chiếu, hay có thể là cho rằng ánh sáng không tăng thêm sao? Rõ ràng là ánh sáng ấy đã cùng thọ nhận hòa nhập, không thể tách rời. Này vị tập tánh tử, hãy lắng nghe. Như khi mặt trời mọc lên thì tâm tới ở đâu? Nó quy về phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, bốn hướng và hai phương, trên, dưới, hay là ở đâu? Chớ nên nghĩ như vậy, vì sao? Vì tâm tối ấy ở luôn ở nơi không trốn hướng về. Ánh sáng cũng như vậy, và cùng với bóng tối hòa hợp. Nên từ ý nghĩa ấy mà lãnh hội sự hợp nhau giữa sinh tử cùng với đạo. Đạo chính là sinh tử. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo Bồ Tát Cứu Cánh: Cần nêu thí dụ, kẻ trí qua đó tự thông tỏ. Như núi Tu Di, phía đông có màu sắc vàng rồng, phía nam có màu sắc thủy tinh, phía tây có màu sắc lưu ly, phía bắc có màu sắc bạc trắng. Nếu có người hướng tới trông thấy các màu sắc kia, há cho là khác nhau chăng? Chớ nên nghĩ như thế, vì sao? Vì màu sắc ấy chỉ là một chứ không có nhiều. Chỉ kẻ ngu thì mới nghĩ cho là có khác. Này bậc chánh sĩ, vì thế mà đạo cùng với sinh tử hợp, sinh tử cùng với đạo hợp. Nhận biết được điều ấy thì đối với tất cả các pháp cũng lại như thế. Vì sao? Vì thể đều là không vậy. Còn thế nào là sinh niệm? Đó là ở nơi các pháp cho là không hợp, việc ấy là không thể được. Bồ Tát Quốc Cánh lại hỏi: Kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, người chưa giải thoát lại cùng với người giải thoát là hợp chăng? Đáp: Đúng như vậy. Lại hỏi: Giải thoát và chưa giải thoát hợp chăng? Đáp: Chưa giải thoát là đã giải thoát. Đã giải thoát thì không niệm là có thoát, không niệm là không thoát, không thoát ấy là không tánh, không tánh ấy là không sinh, không sinh ấy tức không thể có lúc đến, cũng không thể có lúc đi, đó gọi là đạo, cũng là niết bàn. Lại hỏi: Thế nào là gọi là vô cầu vô thoát mà là đạo lớn? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Ở nơi thoát không giấy niệm thoát, cho rằng đó là không thoát, đó là đạo. Không giới nhị kiến ấy nên mới thuận hợp với Niết Bàn. Bồ Tát Quốc Cánh lại hỏi: Đạo ấy cùng với Niết Bàn là khác chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Không phải khác, này vị tập tánh tử, đạo là một chứ không là hai. Đạo chính là Niết Bàn, Niết Bàn chính là đạo, cũng không có lối nhận định thiếu dứt khoát. Bồ Tát Quốc Cánh lại hỏi: Phải chăng lại có pháp vượt hơn đối với Niết Bàn chăng? Đáp: Không có. Lại hỏi: Ai đã ở nơi Niết Bàn để nói về Niết Bàn?
có pháp từ ấy đến thì đó là pháp thế tục, pháp của đạo, pháp sinh tử hay pháp niết bàn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, niết bàn vượt mọi khái niệm về nơi chốn xứ sở, không có phản cũng không có lai, không sinh không diệt cũng không gắn bó hay lìa dứt. Sự lãnh hội thông tỏ về đạo cũng như thế, đạo bình đẳng, niết bàn của bình đẳng, mong cầu không thể thấy, cũng không có nơi chốn. Vì thế nên gọi đạo bình đẳng, niết bàn của bình đẳng. Bồ Tát Cư Cánh lại hỏi, phải chăng có các phương tiện quyền xảo để trụ nơi không chốn trụ mà tu học đạo? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, trụ nơi không chốn trụ là khác với đạo sao? Muốn từ pháp khác ấy mà tu học đạo chăng? Bồ Tát Cư Cánh lại hỏi, cái gì là đạo, cái gì là chẳng phải đạo? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, trụ nơi không chốn trụ ấy, đó chính là đạo. Sao có thể theo trụ mà học đạo được? Điều ấy là không thể được. Từ pháp hữu phi đến pháp vô phi, từ thân giới tịnh, thân tâm muội đến thân trí tuệ, theo trụ ấy mà tu học đạo chăng, điều ấy cũng không thể được. Vì thế nên biết rằng không chấp bám theo vô trụ mà học đạo vậy. Phàm gọi là học đạo là không chuyên buộc vào 37 phẩm. Các pháp không vô tướng vô nguyện, giới định tuệ chạy thoát tri kiến. Các pháp thiền tam muội thân tướng gồm dẫn tướng tốt, đó chỉ là phương tiện thể hiện để hóa độ thích hợp. Cũng không chấp vào các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, giải thoát mà tu học đạo, điều ấy là không được. Vì sao? Vì đạo ấy là chẳng phải học, cũng chẳng phải không có học. Không giấy kiêu mạng cho là trụ nơi không trốn trụ, và như thế thì mới hợp với đạo, không duyên buộc vào ba cõi ấy. Giới tưởng về trí tuệ luận bàn, lại không thấy có pháp thành tựu đạo quả vô thượng, tạo tác quán như thế nên mới có chốn trụ. Tánh của đạo là không, niết bàn cũng không. Này bậc chánh sĩ, vì thế nên xin hồ nghi đối với niết bàn đạo. Bây giờ Bồ Tát Quán Lạc, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, nhờ các thiện nam thiện nữ muốn cầu đạo quả vô thượng thế đại chánh giác thì phải hành theo pháp gì để đạt được đạo? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, này vị tập tánh tử, như các thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành tựu đạo quả tối thượng, trong khoảng thời gian tu tập lâu dài ấy không hề làm mất tâm đạo, cho dù ở nơi năm vô gián cũng không sợ hãi. Đối với năm ấm sáu suy, với mọi nẻo sinh và bệnh chết, bao khổ nào ở thế gian, các thứ ma cung không thể làm gì được. Như các thiện nam thiện nữ ấy muốn cầu đạo thì cũng không thấy pháp là hữu thường vô thường, hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, hữu thoát vô thoát, cũng không thấy pháp là cái của ta hay chẳng phải là cái của ta, giúp mọi vướng chấp về ta người thọ mạng. Mọi đạo hướng tới của thiện ác thể đều là không, là tịch. Tất cả tánh các pháp sinh tử niết bàn cũng đều như thế. Các pháp thế gian cùng các pháp xuất thế gian, phàm phu, pháp luật, pháp tu học, chẳng tu học, pháp các bậc thanh văn chuyên giác, thể đều cùng một hạng không sai biệt. Lãnh hội thấu đáo pháp không vô tướng, dứt trừ các thứ niệm và vô sinh vô hành, ở nơi pháp bình đẳng ấy tu tập theo điều ấy, tự nhiên đã phân biệt nhận rõ mà học, như thế mới gọi là hợp đạo. Lúc này Bồ Tát Cư Cánh tán dương Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lành thay, như chỗ vừa thuyết giảng của Bồ Tát ấy thật đã đem lại nhiều lợi ích cho mọi người. Tôi tự tư duy và không còn có sự hồ nghi đối với hình tướng các pháp. Vì sao? Vì như các pháp ấy là không tôi, không ta, không thọ mạng. Quán các pháp nhận rõ sự bình đẳng không hai, bậc Như Lai vô thượng chánh giác đã đạt được giải thoát vô ngại, nên chỉ có Phật là mới có thể nhận rõ và nêu giảng pháp khắp. Sở dĩ như vậy là vì Như Lai đã dứt sạch các lậu, các thứ ái dục, thanh sắc cấu uế, hoạn nạn chưa từng giải khỏi trở lại, mọi tham dục, mọi màn lưới trói buộc, kể cả sự tôn quý của con người còn đều thoát khỏi, mọi nỗi khổ nạn của sinh tử đã hoàn toàn đoạn lìa. Sử dụng các phương tiện quyền xảo an trụ nơi không chốn trụ, thể hiện qua hình tướng để giáo hóa con người mà chịu khó nhọc, để bị chúng sinh mà diễn giảng kinh điển, khiến muôn loài hướng đến đạo vô vi niết bàn của đạo lớn. Mọi nẻo tận diệt đã thực hiện hoàn tất, không còn nơi chốn nào cần diệt tận nữa. Mọi nẻo hóa độ cũng đã hoàn tất, không còn nơi chốn nào giải phải hóa độ lại. Con đã thực hiện mọi Phật sự, tới độ rộng khắp vô lượng chúng sinh, dùng trí tuệ giác ngộ để lần lượt đưa họ đến bờ giác ngộ. Riêng mình hoàn thiện, không bạn bè, không một đối tượng nào có sánh được, tuần hợp với giới luật của bậc giác ngộ, để tu tập ở không chốn tu tập, tâm dứt hết mọi nẻo vọng loạn, tiên chinh. Chuyên tinh dốc ý, luôn có sự hổ thẹn như cảm thấy xấu hổ vì không đạt được. Trong ngoài thanh tịnh như nước trong lành, trí tuệ giác ngộ, đạo đức như biển rộng bao la. Với các pháp tam muội đại ý, có thể đi đến vô lượng thế giới ở với các vị hiền thánh an nhiên tịch tỉnh. Trong niềm an lạc vô vi, tòa chứng chân đế, trần không chút hồ nghi. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, với sự ban cho công đức ấy thật là khó lường tính hết được.
là thể hiện được đã thể hiện các pháp môn tổng trì chẳng thể nghĩ bàn, cũng còn khiến cho bao kẻ thấp hèn đạt được kho tàng tâm dữ ấy, đã đem lại lợi ích cho một số đối tượng tạo sự cảm ứng phá tẩy. Lúc Bồ Tát Văn Thù trên đời thuyết giảng xong pháp ấy, đã có đến 72.000 người lập hạnh Bồ Tát an trụ nơi địa không thoái chuyển, đã đều đạt được kho tàng các pháp thâm diệu, là có vô lượng chúng sinh đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị Phạm Vương đã thích tứ thiên vương cùng với chư thiên long quỷ thần để giúp tâm cúng dường, tung hoa tung trại hoa đốt hương, ta thêm lòng cung kính tôn quý đối với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.